nghiêm và xúc động lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng bạn bè quốc tế. Nhiều ngành điểm chuẩn dự kiến lên tới 28 điểm. Xây dựng chuẩn mới cho nhà trọ ở thành phố Hồ Chí Minh. Tổng thống Joe Biden giải thích lý do ngừng tranh cử. Từ 7 giờ sáng ngày 25 tháng 7, lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức quốc tang. Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân từ các ngã đường nối nhau hướng về khu vực nhà tang lễ quốc gia ở số 5 Trần Thánh Tông. Chưa đến 6 giờ sáng, hàng ngàn màu áo xanh tình nguyện của các bạn thanh niên sinh viên đã xếp hàng dài đi bộ hướng về nhà tang lễ quốc gia để tham gia phục vụ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các tổng lãnh sự tại thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ lòng kính trọng và chia sẻ nỗi đau buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng lãnh sự Mỹ Susan Burns nhớ đến những cống hiến của ông trong việc tăng cường quan hệ Mỹ-Việt và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và nhân dân Việt Nam. Phó Tổng lãnh sự Pháp Gregory Robert nhấn mạnh các thành tựu của ông trong phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ chủ quyền đất nước, gửi lời chia buồn từ lãnh sự quán Pháp và đại sứ Pháp tại Việt Nam. Tổng lãnh sự Indonesia Agustaviano Sofian ca ngợi nền móng vững chắc mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt cho quan hệ Việt Nam-Indonesia, đồng thời chia sẻ nỗi mất mát với nhân dân Việt Nam. Tổng lãnh sự Úc Sarah Hopper trân trọng sự chân thành của Tổng Bí thư đối với mối quan hệ Việt-Úc và gửi lời chia buồn từ chính phủ Úc. Tổng lãnh sự Ấn Độ Madan Mohan Sethi nhấn mạnh sự đóng góp của ông trong việc nâng cao quan hệ giữa hai nước lên tầm đối tác chiến lược toàn diện, bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với nhân dân Việt Nam. Tổng lãnh sự Thụy Sĩ Warren Badiou cũng gửi lời chia buồn sâu sắc và khẳng định sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giúp phát triển mối quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ ngày càng bền chặt. Các tổng lãnh sự đều thể hiện sự kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho đất nước Việt Nam và quan hệ ngoại giao quốc tế. Dự báo về điểm chuẩn năm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Đình Tùng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, dựa vào phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, có thể dự đoán điểm chuẩn trúng tuyển các ngành đào tạo của trường năm nay có xu hướng tăng nhẹ. Theo ông Lê Đình Tùng, phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cho thấy số lượng thí sinh đạt điểm cao tổ hợp B00, toán, hóa, sinh, tổ hợp chính mà nhà trường sử dụng để tuyển sinh cao hơn so với các năm trước. Theo đại diện của Trường Đại học Y Hà Nội, số thí sinh đạt 28,5 điểm trở lên năm nay là hơn 310, mức này chưa cộng các loại điểm ưu tiên. Thực tế, số thí sinh đạt 28,5 sau khi cộng ưu tiên còn nhiều hơn. Trong khi đó, chỉ tiêu xét hoàn toàn bằng điểm thi tốt nghiệp giảm, tỷ lệ xét hoàn toàn bằng điểm thi tốt nghiệp chỉ còn 60%, chỉ tiêu xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tăng 40%. Với tỷ lệ này, mức điểm trúng tuyển dự kiến có xu hướng tăng nhẹ. Các ngành y khoa, răng hàm mặt sẽ tăng nhiều hơn, có thể trên 28 như 2 năm trước, ông Lê Đình Tùng nói. Năm 2021, điểm chuẩn vào ngành y khoa là 28,85 và răng hàm mặt là 28,45. Trong khi đó, năm 2022, điểm trúng tuyển hai ngành này lần lượt là 28,15 và 27,7.
Tại cuộc họp thường kỳ 6 tháng năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, đang trình Chính phủ sửa đổi gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội với nhiều điểm mới. Theo đó, ngoài 4 ngân hàng thương mại quốc doanh là Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank tham gia, mỗi ngân hàng 30.000 tỷ đồng, đã có thêm 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhập cuộc, nâng tổng cộng quy mô của gói lên 140.000 tỷ đồng thay vì 120.000 tỷ đồng như hiện nay. Lãi suất cho vay gói này thay vì giảm 2 điểm phần trăm so với lãi suất trung bình của 4 ngân hàng thương mại nhà nước 6 tháng xác định lần này sẽ nâng mức giá lên 3 điểm phần trăm và 3 tháng xác định một lần để hỗ trợ người mua nhà. Mức giảm 3 điểm phần trăm sẽ kéo dài lên 5 năm ưu đãi thay vì 3 năm như hiện nay. Sau thời gian này, ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục đề xuất ưu đãi lãi suất tùy điều kiện kinh tế lúc đó, nhưng tối thiểu mức giảm 1 đến 2 điểm phần trăm một năm. Người vay mua nhà sẽ không phải lo lắng sau thời gian ưu đãi lãi suất thả nổi và đây là thông điệp rõ ràng của Ngân hàng Nhà nước, ông Tú nhấn mạnh. Cũng theo Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, chính sách cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp, xây dựng và triển khai dự án nhà ở xã hội áp dụng như hiện nay. Hiện tại Ngân hàng Nhà nước vẫn đang khuyến khích các ngân hàng thương mại và các tập đoàn kinh tế lớn có nhu cầu hỗ trợ, thúc đẩy cho nhà ở xã hội cùng tham gia. Tại buổi giao lưu trực tuyến về luật bảo hiểm xã hội sửa đổi do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức mới đây, người lao động thắc mắc, một trong những sửa đổi quan trọng liên quan mật thiết đến quyền lợi lâu dài của người lao động là điều chỉnh giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm. Quy định này đồng nghĩa với việc đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu. Điều này có áp dụng với những người đang đóng bảo hiểm xã hội không hay chỉ áp dụng cho những trường hợp bắt đầu tham gia từ ngày 1 tháng 7 năm 2025? Giải đáp vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết quy định trên được áp dụng với cả người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực. Việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội được xác định theo quy định tại thời điểm hưởng, trừ trường hợp luật có quy định khác. Riêng trường hợp người lao động nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu vẫn phải đáp ứng từ đủ 20 năm trở lên. Thông tin từ cơ quan chức năng huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, lực lượng cứu hộ đã kịp thời tìm thấy được nhóm 3 du khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi lạc trong rừng thuộc vườn quốc gia Bi Đốp, núi Bà. Thông tin ban đầu vào chiều 24 tháng 7, lực lượng chức năng của huyện nhận tin báo, 3 nam du khách, một người 54 tuổi, một người 18 tuổi, người còn lại 18 tuổi đi lạc nên liền huy động lực lượng gần 30 người vào rừng tìm kiếm. Lực lượng cứu hộ chia ra nhiều mũi tìm kiếm xuyên rừng. Đến hơn 20 giờ cùng ngày, 3 du khách được tìm thấy trong tình trạng hoang mang, lo lắng, đói, lạnh. Vị trí nhóm khách đi lạc đều thuộc tiểu khu 145B, cách khu du lịch Lang Biang khoảng 10 km, địa hình xung quanh có nhiều vực sâu nguy hiểm. Nhóm cứu hộ đã dìu 3 du khách đi theo đường mòn ra khỏi rừng và bố trí xe đưa về thành phố Đà Lạt an toàn. Từ năm học 2024-2025, chương trình giáo dục phổ thông 2018 phủ sóng toàn bộ các cấp học. Song, việc lựa chọn môn học ở lớp 10 vẫn còn nhiều lúng túng. Sau khi xác nhận nhập học lớp 10, nhiều học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh được các trường trung học phổ thông thực hiện tư vấn lựa chọn nhóm môn học lựa chọn và cụm chuyên đề học tập bên cạnh những môn học bắt buộc ở chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong quận 5 là trường duy nhất thực hiện được mô hình lớp học chạy, học sinh thích gì học đó. Ngoài 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, học sinh được lựa chọn 4 môn học và 3 chuyên đề. Từ sự chọn lựa môn học của học sinh, trường sắp xếp thời khóa biểu theo hướng tất cả buổi sáng học sinh sẽ học môn bắt buộc và môn chuyên theo lớp của mình, buổi chiều sẽ chuyển sang học cùng với học sinh khác theo môn học tự chọn, chuyên đề đã đăng ký. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 60.500 công trình nhà trọ tư nhân đang kinh doanh. Kết quả khảo sát ban đầu, 4.600 công trình chưa đáp ứng các tiêu chí về sàn bình quân tối thiểu và 8.200 công trình chưa đáp ứng tiêu chí phòng cháy chữa cháy cần thực hiện chuyển đổi để đạt được tiêu chuẩn định tối thiểu và an toàn phòng cháy chữa cháy để tiếp tục hoạt động. Sở Xây dựng dự kiến, dự thảo, lấy ý kiến đóng góp và hoàn thiện đề án trước tháng 10 năm 2024, trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 11 năm 2024, trong đó xây dựng tiêu chí diện tích tối thiểu tạm thời là 5m² một người, để giới hạn số lượng người trên phòng, giới hạn số lượng phòng trong mỗi công trình nhà trọ.
Sở Xây dựng đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Thông tin Truyền thông xây dựng app mobile nhà trọ an toàn, cạnh đó hỗ trợ cập nhật dữ liệu thường xuyên, hỗ trợ nhà trọ đạt tiêu chuẩn, hỗ trợ kết nối liên kết giữa chủ kinh doanh và người thuê trọ. Khu vực bãi sau thành phố Vũng Tàu đã không còn xa lạ đối với du khách trong và ngoài nước. Hàng chục năm qua, hàng loạt nhà hàng, khách sạn, quán ăn đã in đậm vào trong ký ức của người dân địa phương cũng như du khách khắp nơi. Qua thời gian, cơ sở vật chất tại đây dần xuống cấp, nhách nhác, không đồng nhất. Toàn bộ khu vực bị chia cắt bởi hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, ngăn lối đi xuống của người dân, che tầm nhìn xuống biển. Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã có văn bản thu hồi khu vực toàn bộ 28 ha đất bãi sau, quy hoạch chi tiết 1/500 đường Thủy Vân với tính chất là khu du lịch, dịch vụ thương mại, nhà ở, công viên công cộng và bãi biển. Nơi đây từng có các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng, nhưng ở lần chỉnh trang này, phần lớn diện tích sẽ được làm công viên với diện tích khoảng 17 ha, mở rộng tầm nhìn xuống biển, mang lại diện mạo mới cho toàn bộ khu vực bãi sau. Trong bài phát biểu tại phòng bầu dục, Tổng thống Biden nói ông tôn trọng vị trí Tổng thống nhưng yêu đất nước hơn. Tôi đã quyết định cách tốt nhất trước mắt là truyền ngọn đuốc cho thế hệ mới. Đó là cách tốt nhất để đoàn kết đất nước chúng ta, ông Biden cho biết. Ông Biden nói việc bảo vệ nền dân chủ quan trọng hơn bất kỳ danh hiệu nào. Tôi có được sức mạnh, tìm thấy niềm vui khi phục vụ vì người dân Mỹ. Nhưng nhiệm vụ thiêng liêng nhằm hoàn thiện sự thống nhất đất nước Mỹ không phải là ở tôi, đó là ở các bạn, gia đình các bạn, tương lai của các bạn, quyền lực thuộc về người dân. Tổng thống Biden đã đưa ra những quyết định sau nhiều ngày trăn trở trước cuộc thăm dò nội bộ dự đoán rằng ông có thể thua cựu Tổng thống Donald Trump vào tháng 11 và làm ảnh hưởng những quan chức thuộc đảng Dân Chủ. Đây là bài phát biểu công khai đầu tiên của ông Biden kể từ khi ông chịu áp lực từ thành viên đảng Dân Chủ và thông báo trên mạng xã hội rằng ông quyết định không tái tranh cử vào ngày 5 tháng 11. Ông Biden là tổng thống đương nhiệm đầu tiên không tái tranh cử kể từ năm 1968. Tổng thống khi đó là ông Lyndon Johnson, đột ngột rút khỏi cuộc chiến tranh cử vào ngày 31 tháng 3 cùng năm. Cơ quan Thời tiết Đài Loan, Trung Quốc cho biết bão Gami đổ bộ vào Đài Loan vào tối ngày 24 tháng 7, mang theo gió mạnh và mưa lớn. Trước đó, theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Philippines, bão Gami mạnh lên thành siêu bão trước khi đổ bộ vào Đài Loan. Siêu bão Gami được coi là cơn bão mạnh nhất ập vào Đài Loan trong 8 năm qua. Trung tâm điều hành khẩn cấp Đài Loan CEOC cảnh báo rằng tác động của bão Gami nghiêm trọng nhất kể từ tối ngày 24 tháng 7. Do mưa xối xả, tất cả 22 thành phố và quận huyện trên khắp Đài Loan đóng cửa trường học và văn phòng vào ngày 25 tháng 7. Thời tiết khắc nghiệt đã làm gián đoạn các cuộc tập trận và khiến cho chính quyền phải đóng cửa thị trường tài chính. Hầu như các chuyến bay trong hòn đảo và 201 chuyến bay quốc tế đều bị hủy. Dịch vụ đường sắt đã ngừng hoạt động vào ngày 24 tháng 7 và sẽ không hoạt động đến trước 15 giờ ngày 25 tháng 7 giờ địa phương. Trang Focus Taiwan dẫn thông tin từ CEOC cho biết, tính đến 22 giờ 40 phút giờ địa phương ngày 24 tháng 7 có 3 người thiệt mạng và 227 người bị thương ở nhiều vùng khác nhau. Trong khi đó, theo cảnh sát thành phố Tân Bắc, ông Vương Kim Sinh, công chức cấp phường tại Tân Bắc, đang lái một chiếc máy xúc thì chiếc xe bị lật do đường trơn trượt. Chính quyền địa phương cho biết ông Vương bị kẹt dưới gầm xe và sau đó được xác định tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện. Theo Tân Hoa Xã, xưởng chế tác đá và ngọc ở Tam Tinh Đôi có niên đại hơn 3.400 năm, là một phần của một thành phố cổ được quy hoạch tỉ mỉ thuộc địa phận tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày nay. Các hiện vật mới được tìm thấy bên trong công trình cổ đại này bao gồm ngọc thô và vật liệu đá, vật liệu phế thải, mảnh vỡ và thành phẩm, cho thấy một mô hình xưởng thủ công tương đối hoàn chỉnh. Việc phát hiện ra xưởng chế tác này đã làm sáng tỏ một số bí ẩn, chẳng hạn như nguồn gốc của số lượng lớn nguyên liệu đá và ngọc bích được tìm thấy ở Tam Tinh Đôi, các kỹ thuật được sử dụng để chế tác chúng, quy trình sản xuất và phương pháp phân phối liên quan, nhà khảo cổ phụ trách khu vực Ran Hong Lin cho biết. Phát hiện này cũng giúp giải thích lượng lớn hiện vật bằng đá và ngọc khác được phát hiện trong khu vực trước đó với nhiều điểm đặc sắc trong kỹ thuật chế tác. Di chỉ Tam Tinh Đôi đã được phát hiện từ cuối những năm 1920 tại thành phố Quảng Hán của tỉnh Tứ Xuyên. Nhiều cuộc khai quật đã được thực hiện, trong đó chuỗi khai quật lớn từ năm 2022 đã xác định thêm hơn 400 địa điểm bên trong di chỉ, bao gồm các nền móng xây dựng cao, hố tro, mương tro và một số xưởng thủ công.